Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Hôm nay bên Tuyền lại tiếp tục về thêm Fortuner nữa để phục vụ cho các anh chị ha. Thì cách đây mấy hôm Tuyền có về chiếc Fortuner 2021 á, thì xe mới về đã nhận cọc online một cách rất là nhanh chóng rồi. Nếu mà các anh chị nào mình mua hộp chiếc đó thì tham khảo ngay em này nha, và nhanh tay liên hệ Tuyền để chốt cọc sớm. Dự kiến em này sẽ bán cũng rất nhanh các anh chị ha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Toyota Fortuner máy dầu số tự động một cầu đời 2022 nha, đi khoảng 37-38.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán em này với giá là 999 triệu các anh chị ha, màu bạc rất đẹp luôn các anh chị ha. Đấy, xe thì đã có cam 360 nè, cảm biến trước sau đầy đủ các anh chị. Anh chủ thì đã có dán phim rồi, về mưa bể bước các anh chị ha. Nước sơn quanh xe thì còn khá là đẹp nha, không bị trầy xước gì hết á. Đó, chỗ nào trầy thì Tuyền sẽ báo trầy nha. Và em này đời cao còn hỗ trợ trả góp cho các anh chị nhà mình lên tới 70%. Nếu mà các anh chị cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp, như là trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, hoặc là lãi suất như thế nào, thì cứ alo Tuyền thì sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Rồi, em này biển tỉnh ha, bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nha. Có cam 360 theo xe nữa các anh chị ha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền. Màu bạc rất dễ xài, nắp capo là không trầy xước các anh chị. Em này đã là phần mới rồi các anh chị ha. Phía trước thì có cảm biến trước cho mình nữa. Đấy, xước nhẹ chỗ này nè các anh chị. Đấy, không thành vấn đề ha. Đèn bi các anh chị, mica đèn còn rất trong, rất đẹp luôn. Mối nối cản còn rất khít các anh chị. Lớp nè, 5 vỏ zin theo xe, độ gây gió còn khá sâu. Đây vỏ zin các anh chị ha, tuần thứ 17 của 2021 nè. Mâm là không một vết trầy xước luôn các anh chị ha. Đăng kiểm thì còn tới 2024. Vô tư xài luôn các anh chị. Đã dán phi về mưa tay nắm cửa thì mạ rơm có nút mở cửa một chạm, lên cho mình bệ bước luôn đầy đủ các anh chị ha. Những chiếc xe gầm cao như thế này thì nên trang bị thêm bệ bước để đi lên đi xuống cho dễ dàng hơn ha. Tất cả xe bên Tuyền khi mà bán ra thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng nè, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số còn bao tét hãng nữa, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Mica đèn phía sau còn rất trong, rất đẹp, đã có cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ các anh chị. Em này lớp dự phòng là chưa sử dụng luôn á các anh chị. Rồi, Tuyền đang bị khan tiếng nên là nói có phần không có nội lực lắm á các anh chị. Nhà mình xem video thì thông cảm giúp Tuyền nha. Mấy nay ho vẫn chưa hết các anh chị. Ở đây thì từng hàng ghế đều có học gió làm mát cho mình nè. Hàng ghế thứ ba thì nếu mà nhà mình không đi full người thì gặp ghế như thế này để mình có một cái diện tích để đồ khá lớn ha. Anh chủ này rất kỹ nha. Lót sàn simili, lót thẳng ra phía sau khớp, rồi trải thêm cho mình một cái tấm lót thái phía trên như thế này nữa các anh chị, rất kỹ luôn. Có đội tay quay đồ nghề thì còn đầy đủ các anh chị nha. Nhựa lấy đồ ra vô cũng không bị trầy xước gì hết nè. Tại bên Tuyền bán xe ra thì còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Rồi mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất nha. Ghế anh chị, ghế da nguyên zin tông màu đen, sàn simili trần nguyên bản các anh chị ha. Đấy, xe mình thì ghế lái đã là chỉnh điện rồi các anh chị nha. Vô lăng ở đây là vô lăng bọc da, có giả gỗ như thế này rất sang luôn. Logo còn rất đẹp, không trầy xước, không hao mòn. Đã có đàm thoại rảnh tay, ru control lại chuyển số trên vô lăng. Đây, xe mình đi 38.674 km các anh chị ha. Em này là full lịch sử hãng nha. Hẹn mình là 42.000 thì tới bảo dưỡng một lần nữa nè các anh chị. Đấy, mua xe này về các anh chị đi 5.000 nha. Em này mới vừa bảo dưỡng xong. Rồi, trên đây táp lô không một vết trầy xước. Lên cho mình một cái màn hình Android của WinCar cũng khá là xịn sò các anh chị ha. Dàn lạnh nè các anh chị. Ở đây thì có giả gỗ nè. Đấy, nhìn rất sang luôn. Cần số còn rất đẹp các anh chị, có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu, cân bằng điện tử các anh chị ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nhé. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ các anh chị ha. Mặc dù là xe đời cao nhưng Tuyền cũng sẽ kiểm tra thật chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chất xe thật sự của em này là như thế nào. Nếu được thì mình lên mình xem xe trực tiếp, hoặc là chuyển khoản đặt cọc Tuyền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị ha. Đấy, các anh chị xem hết video ngày hôm nay của Tuyền nè. Chốt giá nha, rồi chốt cái ngày nhận xe, rồi chuyển khoản đặt cọc trước cho bên Tuyền tầm khoảng 10 triệu, 20 triệu để mình giữ cái xe lại ha. Rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết thì mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại và nhận xe. Còn trường hợp không đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết, Tuyền hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những chi phí tết hạn đó ha.
Rồi, ốc mái nè các anh chị, ốc của nắp cabo keo chỉ, cabo nguyên zin khung sườn, mái móc nguyên zin nhá. Đó. Ok nha các anh chị, mình có người thân rành về xe, cứ dẫn tới mình kiểm tra xe thoải mái. Còn muốn chắc nữa cứ mang ra hãng mình test là chắc nhất các anh chị ha. Xin nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị. Hò quá. Toyota Fortuner, máy dầu và số tự động một cầu đời 2022, đi khoảng 38.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán em này với giá là 999 triệu các anh chị ha. Giá đây tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nè. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay alo cho Tuyền qua số điện thoại bên dưới để chốt cọc ngay nha. Dự kiến em này sẽ bán rất là nhanh nè các anh chị. Và hiện tại 7 chỗ thì bên Tuyền cũng còn một số các dòng xe khác. Nói về máy dầu giá mềm thì Tuyền còn chiếc Isuzu MUX đời 2017 2017 ha, với giá chỉ khoảng lanh thanh 500 rưỡi triệu thôi. Và một số các dòng xe khác như là có Carnival nè, có Xpander, có XL7, có Toyota Rush luôn, rất nhiều xe. Các anh chị nhà mình mà đang còn quan tâm với những chiếc xe tiền vừa nêu thì liên hệ Tuyền, Tuyền sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi đừng quên bấm vào theo dõi kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về, Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.